phải làm khách đến sân của Leipzig ở trận lượt đi tứ kết europa league vừa rồi thế nhưng atalanta đã có màn trình diễn tích cực nhờ đó giành kết quả hòa một đều và nắm lợi thế lớn cho cuộc chiến giành vé và bán kết khi ở trận lượt về tới đây sẽ được chơi trên sân nhà với việc đã chứng kiến nhiều kết quả tích cực gần đây gavis xứng đáng là điểm tựa để hy vọng với thầy trò huấn viên gasperini Cần biết rằng tại mái ấm của mình, đại diện Italia đã thắng 3 và hòa 1 ở 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng quyết định ở vòng playoff và vòng 1-8 của Europa League vừa rồi. Trước đó, Atalanta cũng tỏ ra khá có duyên trong những cuộc tiếp đón các đội bóng đến từ nước Đức ở đấu trường châu Âu, cụ thể đã thắng 2 và hòa 1 sau 3 trận. Tuy nhiên thì vẫn cần phải cảnh giác ở phía đối diện Leipzig chắc chắn sẽ không dễ để khuất phục như thế, thậm chí với hành trang mang đến Italia tới đây, họ cũng có thể khiến đại diện Italia phải ôm hận. Cần biết rằng có một thực tế là thời gian gần đây thầy trò huấn viên Tedesco đã chơi không tốt trên sân nhà khi chỉ thắng 1 qua 5 trận gần nhất, trong đó có kết quả hòa một đều ở lượt đi vừa rồi. Thế nhưng trái với đó, những chuyến làm khách của đại diện nước Đức đã chứng kiến nhiều kết quả tích cực hơn nhiều để tạo dựng niềm tin cho người hâm mộ. Cụ thể ở cả 6 trận gần nhất, họ đã toàn thắng, trong đó có cú ngược dòng trước Sociedad ở vòng 1/8 vừa rồi, khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trên đất Tây Ban Nha ở lượt về, sau khi bị cầm hòa hai đều trên sân nhà ở lượt đi. Như vậy có thể thấy tuy được chơi trên sân nhà nhưng sẽ không dễ để Atalanta tạo ra khác biệt ở trận tái đấu sắp tới. Trên sàn giao dịch châu Á về nhà cái chỉ xếp kèo hòa được thua, cũng thể hiện quan điểm tương tự khi mức kèo trên thậm chí còn không thể hiện được một chút nào lợi thế của họ. Vì lại đó nên đội khách mới thực sự là cái tên đáng tin hơn. Trên phương diện tổng bàn thắng, với cục diện vẫn chưa có sự phân biệt quá lớn sau trận lượt đi, sự thận trọng chắc chắn sẽ được cả hai hướng đến ở cuộc đội sức này, chưa kể là quãng thời gian gần đây hàng công hai đội, cũng chơi không quá ấn tượng, nên sẽ khó để trông đợi vào kịch bản cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi. Tuy nhiên trên thị trường nhà cái vẫn xếp kèo tài xỉu khá cao là 2 phần 4 Với mức kèo như vậy hy vọng là vẫn có cho khả năng bùng nổ bàn thắng nên vẫn có thể đặt cửa cho mốc trên của trận đấu. Ở một cặp đấu khác với kết quả hòa một đều lượt đi trên đất Đức, Barcelona sẽ có nhiều việc phải làm ở trận lượt về tới đây với Eintracht Frankfurt. Dĩ nhiên nếu xét về thực lực thầy trò huấn viên Xavi vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ, thế nhưng như tất cả đã chứng kiến việc họ phải khó khăn mới có trận hòa ở lượt đi vừa rồi đã cho thấy đây không phải thử thách dễ dàng. Hơn nữa Cuối tuần qua, Barcelona cũng đã phải trải qua trận đấu nhập nhàn mới giành được chiến thắng sát nút trong những phút bù giờ trước Levante ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Kết hợp với màn trình diễn trước đó trên đất Đức, rõ ràng là đang có sự xuất hiện những nghi ngại về giai đoạn đi xuống phong độ của đội bóng này. Đã thế ở trận đầu tới tuy được trở về sân nhà thế nhưng đó cũng không phải là điều khiến người hâm mộ của đội bóng xứ Catalan yên tâm, bởi thực tế là tại đấu trường châu lục mùa này họ đã chưa không tốt tại Nou Camp, nhưng từ vòng bảng cúp C1 đã thua 2 sau 3 trận. Để sân chơi Europa League vừa rồi cũng hòa cả hai trận sân nhà ở vòng play-off và vòng 1/8. Về phía đối diện tuy bị đánh giá thấp hơn và cũng đang đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy nổi bật. Nhưng với những gì đã thể hiện ở lượt đi, Eintracht Frankfurt thực sự là đối thủ đáng gờm với đại diện Tây Ban Nha. Sự nguy hiểm của đội bóng này còn xuất hiện trong thành tích thi đấu sân khách của họ với năm kết quả bất bại ở 6 trận chính thức từ đầu năm 2022 đến nay. Riêng tại đấu trường Europa League, thầy trò huấn viên Klasner cũng duy trì thành tích ấn tượng từ vòng bảng khi trải qua tổng cộng 4 chuyến làm khách với 3 chuyến thắng và một kết quả hòa. Đặc biệt đáng lưu ý là trước đó trong quá khứ Eintracht Frankfurt chưa khi nào để thua khi hành quân đến Tây Ban Nha ở sân chơi châu lục. Cụ thể sau 4 trận đã thắng 3 và hòa 1. Như vậy có thể thấy đây thực sự là thử thách đáng gờm cho đội chủ sân Nou Camp ở trận đấu tới. Trên sàn giao dịch châu Á điều đó cũng được thể hiện khi nhà cái chỉ xếp Barcelona chấp một hòa ở trận đấu tới. Tuy điểm ăn dự thấp và có thể chấp lên đến 1 1 phần tư thế nhưng so với mức chấp 3 phần tư ở lượt đi trên đất Đức, rõ ràng mức kèo như vậy không thể hiện được ưu thế quá lớn của họ. Vì thế nên sẽ khó mà đặt niềm tin cho thầy trò huấn viên Xavi ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác với lợi thế sân nhà cùng nhiệm vụ phải thắng, khả năng cao Barcelona sẽ chủ động cho thế trận tấn công của mình. Tuy nhiên trước đối thủ có xu hướng chơi chắc chắn và cũng có hàng thủ khá chặt chẽ như Antrek Frankfurt sẽ khó để đội chủ nhà thực hiện ý đồ và khả năng tạo ra kịch bản tương mừng bàn thắng cho trận đấu là không cao. Trên thị trường mức kèo tài xỉu 3 hòa mà nhà cái đưa ra cũng không quá ấn tượng để có thể hy vọng vào điều tương tự. Vậy nên mốc dưới được xem là lựa chọn phù hợp hơn trong hoàn cảnh này. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn truy cập aegon1.net